Chào mọi người đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì video lần trước mình có review ngôi mộ của ông Huỳnh Văn Nghệ, thi tướng Dương Xanh, một người con, một vị anh hùng của đất Đồng Nai. Thì giờ mình sẽ vào phía trong cái khu ngôi nhà xung quanh đó, coi thử có cái gì không. Thì mình thấy rất nhiều cái hay. Còn về ông như thế nào thì rất mong mọi người có thể tìm trên Google hay tìm trên lịch sử để tìm hiểu thêm nha. Thì mình cũng review sơ sơ về cái ngôi mộ của ông Huỳnh Văn Nghệ rồi. Giờ cảnh ở đây rất là đẹp, thì mình sẽ vào để review thêm cho mọi người biết một chút luôn. Mình không biết đây có chó không, vô nó vượt chạy chết bà luôn. Rất là đẹp nha mọi người nha. Nắng chang chang luôn á, mình đi về chắc là đổ lửa luôn á. Kiểu này về chắc phải dưỡng da mấy bị luôn rồi, mấy hộp kem luôn á. À đây có đống dơm nè. Rất là hay. Thì không biết là mỗi người có một điều ước, ai cũng có hết mọi người. Mình cũng vậy. Mình thì không biết là mọi người ước như thế nào, mình thì ước rất là nhỏ nhoi chứ không có lớn. Thì cũng là rất lâu rồi mình cũng có một cái gì đó nó riêng tư, nhưng mà ít có khi nào dám nói. Thì ước mơ của mình đó thì cũng có căn nhà gì nè mọi người. Đó, cũng có căn nhà giống gì nè, rồi xung quanh có trồng đồi cỏ nè. Đó, giống gì nè. Đó, nó rộng đâu có bao nhiêu đâu, khoảng vài ngàn mét vuông chứ nhiêu. Mà ước không nổi luôn, tới giờ ước không nổi. Bây giờ thì dẹp luôn cái nhà biệt thự, bây giờ tới ngay đây. Thế mọi người thấy không, đây là một cái đống dơm mà đã lâu lắm rồi, thật sự mà nói đã lâu lắm rồi mới gặp lại cái cảnh như thế này. Ngày xưa hễ cái mỗi là cái mùa lúa gặt đó mọi người, là mình á thì thích leo đống dơm, người ta tuốt lúa xong cái máy phun lúa lên, xong người ta lấy dơm về ta chắc cao cao lên, là tụi con nít của mình á hay chơi trò chơi 5-10 hay đuổi bắt á, là chạy vô đống dơm trong đây đấy, chạy vô trong đống dây đống dơm trong đây để mà trốn nè, trốn tìm nè. Mà ngày xưa không biết ngứa mọi người, chứ bây giờ là vô là thấy ngứa là coi chừng luôn. Đấy, đống dơm rất là to cao. Ở đây đẹp quá. Không biết có ai không mà là bỏ hoang không biết nữa. Ở đây cũng có ngôi chòi nhưng mà cây cối là che phủ hết rồi. Rất là đẹp mọi người. Thấy mọi người thấy không? Rất là đẹp. Chà, cậu hôm sau đừng có chó nha, chứ có chó nó vượt chạy không kịp luôn á. Có một kênh qua con cầu bắc nè. Cho bên kia cũng có phần bộ luôn mọi người. Vắng lắm, mình không biết là cái nhà này làm gì, hay là cái nhà cái thời cổ này không biết. Ồ, vô đây tự nhiên mình thấy lạnh lạnh người thôi. Ở đây có một cái cây giống như cây đa, cây bồ đề mọi người. Có cái bàn cắt ngang và cắm mấy cây nhang lên. Mà trong đây không hiểu sao là xây rất đẹp mà người ta không ai ở, ta ở phía sau cái đền liệt sĩ. Và bên là của ông Huỳnh Văn Nghệ luôn. Và đây là cái máy vạt lúa nè, máy suốt lúa, không phải máy suốt mà máy mà mình quấy cho cái ấy mọi người. Ủa
Và đây là một cái khu mộ bằng đá tổ ong. Mọi người thấy không? Bưởi rất là nhiều. Cho đây cây bưởi rất là nhiều nha. Ở cái này giống như là một cái duyên của mọi người ạ. Tự nhiên mình tới đây thì đây mọi người, đây là cái phần mộ nè. Mà sao tự nhiên mình lạc vô đây ta? Ôi. Ở đây có cây khế nè mọi người. Ở đây có con dập gọi là con kênh nhỏ, có cái đồ ấy nước nè. Cái này giống như là một cái duyên gì mọi người, tự nhiên cái cuốn hút vô mình lại lọt vô đây luôn. Nhìn giống như một ngôi biệt thự nhưng mà phía sau đó là một ngôi nhà cổ mà kỳ lạ lắm. Có bên kia có một ngôi mộ này cũng khá lớn mà không biết của ai, tại vì đã loang lổ theo thời gian rồi. Ở đây là mình không chủ đích đi nha, quả đi vô tình là nó cái cuốn hút theo cái phong cảnh, và mà không hiểu tại sao lại không có ai, không có một ai luôn. Muỗi nhiều ghê luôn. Và đây là một cái khu mộ cổ đó mọi người. Đây có một, mình chỉ thấy có một cái dòng chữ thôi, có một cái chữ duy nhất còn sót lại, có một chữ duy nhất còn sót lại nhưng mà nó rất là mờ, không thể thấy được. Khu mộ khá là rộng lớn, xung quanh là được xây bằng đá tổ ong lắp ghép. Muỗi rất là nhiều luôn. Trong không biết là cái ngôi nhà kia có cái gì nữa nhưng mà không thấy ai. Nhưng mà nhà nhìn rất là cổ. Xung quanh đây nếu mà phải là đúng là người làm nông mà thường xuyên ở thì sao, chứ còn nếu mà ở đây phải nói rất là buồn và khó thế nào mà ở được mọi người. Đây là ngôi mộ cổ này, mà mình tại vì không có biết gốc tích như thế nào và cũng không biết tên như thế nào thì cũng không có biết giới thiệu làm sao luôn. Đây giống như là một cái gì đó, ai xúi khiến mình vô đây mọi người, tại vì mình tới cái cổng ông Huỳnh Văn Nghệ. Mình tới cái cổng ông Huỳnh Văn Nghệ là mình thấy đóng cổng rồi mình định về. Rồi sau đó là mình cầm máy theo thì mình ký vào để thắp nhang ký liệt sĩ thôi, thì mình cũng không nghĩ là gặp được mộ ông Huỳnh Văn Nghệ. Và khi đã review ngôi mộ của ông Huỳnh Văn Nghệ xong thì mình lại bị một cái gì đó nó hấp dẫn về cái cảnh xung quanh một ngôi biệt thự nhưng mà không có ai, rất là rộng lớn. Thì mình đi theo men cái đường lối nhỏ thì qua được một cái cầu, và bây giờ thì tới đây thì mình thấy được một cái ngôi mộ này, không biết tên tuổi của ai, không biết là cái người này có phải là để kêu mình vô hay không nữa. Thực sự mà nói mình không chủ đích vào đây nha mọi người nha. Mình chủ yếu là để tham quan cái số cảnh ngoài kia thôi, một chút xíu thôi. Mình không chủ yếu đích về đây. Nhưng mà không hiểu sao là mình cứ càng đi càng vô đây nè. Mà muối không à, ghê quá. Mà vô đây có cảm giác nó dợn da gà nha. Mình không hiểu sao luôn, ban ngày ban mặt luôn á. Lúc này cũng là trưa rồi, gần 12 giờ trưa rồi. Và đây cái khu mộ là mình thấy nè, không biết là cái ngôi mộ này có một cái vị trí như thế nào, hay là có người thân hay không, hay là như thế nào mình không biết. Nhưng mà mình có cảm nhận như đó là ai đang khiến mình vào đây. Thật luôn. Trường hợp này là lần đầu tiên. Tại vì không có sự trùng hợp gì mọi người. Mình không biết là có thật hay không, theo cái tâm linh mình nghĩ không. Nhưng là mình nghĩ ai đó khiến mình vào đây. Tại vì khi vào đó, nó có một cảm giác rất là hay. Và khi bước vào cái trước mặt ngôi nhà là mình tự nhiên là thấy người nó lăn lăn và nó dợn da gà lên luôn. Đây là cái ngôi mộ là đó, ở trong đây chỉ có ngôi mộ thôi.
Và phía bên đây là ngôi nhà cổ. Đây mọi người. Và cái điều mà quan trọng nhất mọi người là cái cây này bị chặt rất là tùm lum tà la rồi, thì còn thế rất đẹp. Và phía dưới là người ta cắt một khúc ngang và có để cái bát hương đó. Mà mình không hiểu sao vô đây tự nhiên mình dợn da gà luôn, mình đổi da gà luôn mọi người. Tại vì bây giờ là trong đây có một mình thôi. Còn cái ngôi nhà này thì thư viện hình văn nghệ có phải không biết đó. Đây là một ngôi nhà khá cổ. Cái chất liệu gỗ là mình biết rồi. Và hơn nữa là những cái cây mà để lót ngói trên đây đều là bằng gỗ cả, chứ không có sử dụng một cây sắt nào. Và xung quanh đây thì được sử dụng là bằng cột kèo và cái mỏng bằng gỗ hết nha, không thấy cái đinh nào luôn. Ở đây thì có một cái bộ mà để quạt lúa dê lúa nè mọi người. Thì trường hợp lần đầu tiên khi mình đi quay những ngôi mộ cổ mà lạc vào cái chỗ giống gì vừa thích vừa cảm giác cái gì đó. Đây là một cái đèn cổ ngày xưa treo bên khung nhà. Đây chắc là chưa tính nhưng mà bị đóng rồi. Đây cái gì nè mọi người, lần đầu tiên trong đời luôn vô bị lạc quay. Thì ở đây thì mình thấy để một cái bảng gọi là thư viện hình văn nghệ phía bên kia, nhưng mà xuống đây thì mình không biết là cái gì hết, nhưng mà giống như bị lạc lối vào đây á, đi ra lại thôi. Tại vì bây giờ chưa, trời cũng mưa rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa. Mọi người, nhưng mà trời lại muốn mưa. Được cái là cảnh ở đây rất là đẹp, mọi người thấy không? Đây là cái cầu nè. Và cái đường đây là con mương, xung quanh là cỏ mọc um tùm hết. Chắc là vấn vẻ hầu như là cái khu này chỉ có mình à. Không biết là có người chăm sóc hay gì không, nhưng mà mình được biết khu này đúng là có một mình duy nhất luôn ở đây luôn. Và đây là cái khu biệt thự này, mọi người thấy không? Nhưng mà cái khu biệt thự này thì thấy đóng cửa, mình cũng định vào để review cho mọi người thấy, nhưng mà không có gì đó. Đôi lúc sợ ví dụ như có chủ nhân hay ai đó người ta nghĩ mình là người xấu, có công nữa nó là phiền phức mọi người. Rất là rộng. Thì cái ngôi mộ lúc nãy mình vô là thật sự mà nói cũng không nghĩ tới, và nó có gì đó giống như là ai đưa đường dẫn lối cho mình vô đây á, trong khi đó là đóng cửa ngoài hết rồi, mà trong khi đó tự nhiên cửa cổng nó lại không có khóa hai bên luôn, tính ra là ba cửa nhưng mà một cửa khóa, mình đi hai cửa phụ là không mấy. Ở đây á là cái chỗ nơi để những cái vật lưu niệm hay là cái thờ chính luôn của ông Hình Văn Nghệ luôn mọi người. Nơi đây đối diện cái khu mộ luôn. Còn bên kia nãy là mình mới vô. Còn phía bên đây nè, bên đây là khác nè. Và đây là cái căn nhà sàn. Rất là đẹp. Và như mọi người thấy là có một cái gian nhà.
Ở đây có người. Dạ, có người chăm sóc ở phía góc đây mọi người. Ở bên kia không có ai. Xin chào chú. Có tàu heo vậy? Dạ. Có ai ở nhà không? Con không biết nữa, nãy giờ con đi vòng vòng con cũng thấy ai. Chú là, chú không phải là người chăm ở đây chú? Chú đi coi cái máy giặt cho bả, chắc bả giờ này bả đi bán rồi. Bán bên kia rồi chắc. Là ở đây cũng có người trông coi hả chú? Chú cho con hỏi là cái ngôi nhà cổ trong kia với là cái khu mộ đó là cái đó là của ai ha? Bình Văn Nghệ. Của Bình Văn Nghệ nằm ở đây mà. Khu nhà cổ nào? Là đi phía bên đường bên kia, đi phía bên đường này thẳng qua kia con thấy có ngôi nhà. Thì cái khu vực này là của gia đình ông Bình Văn Nghệ nhưng mà không biết chú không biết, chú ra ngoài đường con hỏi coi chú không có rành. Dạ. Chú chỉ biết khu vực này thôi. Dạ. Còn ở dưới kia là có khu cổ, tức ở Tân Mỹ á, khúc dưới á, thì có khu cổ mộ của Trần Thượng Xuyên. Dạ, nãy con mới review xong. Ừ. Con cảm ơn chú nhiều. Nhưng mà không biết có ai bên đó không? Không có ai luôn. Là có con cháu gì của ông Huỳnh Văn Nghệ nó có ở bên đó. Dạ. Yeah. Ừ. Không biết nó có ở dưới giường phía bên kia. Hồi nãy con đi vòng vòng luôn mà không có ai. Con cảm ơn chú nhiều nha. Ở đây giống như là một cái ấy luôn mọi người. Thì phía bên đây là mình thấy có chú này mới vào định sửa cái gì đó nhưng mà cũng không có chủ nhân ở đây. Rất là đẹp. Ở dưới này hồ cá quá trời luôn mọi người. Cá rất là nhiều. Ra cái khỏi chỗ đó không người thấy thoải mái hẳn chưa. Đây là người ta xây nơi là giống như là cái chỗ để gia đình câu cá vậy đó. Mà cá rất là to nha. Còn phía bên đây là một cái căn nhà gỗ thì mình nghĩ chắc là cũng kỷ niệm gì đó hay là một cái gì đó liên quan với ông Huỳnh Văn Nghệ. Tại vì trên đây mình nghĩ chắc ít có ai lên chơi. Tại vì người ta sơn phết và giữ rất là kỹ. Và mình thấy một đôi dép phía dưới là chứng tỏ lên đây không được mang dép hay sao á. Đây mọi người. Đây mọi người. Đây là cái nhà sàn nè. Thì mình cũng lên làm gì cũng giống như bao nhà sàn khác thôi. Thì mình lên rồi ví dụ ảnh hưởng gì mình cũng không muốn chủ nhân người ta phiền lòng về cái này. Mình đi đâu mình cũng rất tôn trọng. Mình cũng rất tôn trọng những cái gì của Duyên. Tại vì mình chưa biết nên là không được dám đụng vào mọi người. Mình quay là mình quay. Còn những cái gì của chủ nhân hay là của người khác thì mình đừng nên đụng vào. Mình khác với mọi người vậy thì chủ yếu là có dòm và xem xét đánh giá chứ không có đụng vào những cái hiện vật của tất cả những nơi mình quay. Tại vì mình không có kinh nghiệm thì mình sợ làm hư hao đi những cái gì đó rất uổng của người ta. Và nhất hai nữa là những cái gì nó cổ, không có kinh nghiệm đụng vào nó dễ đổ vỡ mọi người. Thì đây là cái video thứ hai mình quay về trong cái khuôn viên của ông Huỳnh Văn Nghệ đây. Ở video trước thì mình quay về ông Huỳnh Văn Nghệ thì giờ mình cũng xin phép mọi người luôn dừng lại video tại đây. Chúc mong mọi người luôn ủng hộ và đăng ký kênh của mình để có những video tiếp theo nó cố gắng hay hơn. Đây mọi người. Thì video trước là của mình ông Huỳnh Văn Nghệ mình đã cắt bớt rồi một đoạn rồi. Là mình đưa cái phần trước và cái này là phần 2. Tại vì mỗi lần mình đi quay rất là cực và rất là xa. Thậm chí đi lạc những nơi hoang vắng nữa cho nó không đơn giản đâu. Thì để mình mời ông điếu thuốc. Tại vì mình biết là hình như là ông Huỳnh Văn Nghệ ngày xưa là cũng hút thuốc đó mọi người. Mình có bộ phim đã thấy gì thì không biết là sự thật như thế nào nhưng mà cũng mời ông điếu thuốc giống như là cái lòng của mình kính trọng ông luôn. Trời sắp mưa rồi mọi người ạ. Giờ mình phải về thôi. Trước khi về mình phải cắt qua 8 cây số lau cao su mới chạy qua đường lộ lớn là mới được về nhà. Chúng đơn giản đâu, rất là xa. Nhưng cái lô cao su là mình dự đoán là 8 cây, hơn 8 cây rồi. Giờ là không biết đường ra luôn á. Bây giờ thật sự nói là